nói tới Onel thì các bạn thấy là một trong những người mà đã lên tiếng ủng hộ sự phát triển của Onel trên mạng lưới của BTC lại đến từ một trong những người nổi tiếng của Ethereum là Vitalik các bạn. Thì Vitalik ở trong một cái cuộc trò chuyện trên Twitter Space thì cũng đã trò chuyện với lại một số những cái developers của BTC và Vitalik đã ca ngợi những phát triển gần đây như là cái giao thức BSC20 để chúng ta có những cái token ở trên mạng lưới của BTC chúng ta có all nodes uh, có thể tạo ra những cái NFT và Vitalik nói là những người mà lập trình trên BTC thì có thể học được nhiều từ những người lập trình từ Ethereum tại vì những người lập trình của Ethereum đó thì đã hoạt động với lại hợp đồng À, thông minh một thời gian dài rồi và về sự tiến triển của mạng lưới line network đó, thì mạng lưới này cũng có thể sử dụng à, những cái giải pháp như là ZK snark à, để có thể là mở rộng mạng lưới line network này để xử lý được nhiều cái giao dịch hơn và tại sao mà Thalic lại có hứng thú như vậy và lại ủng hộ Oinos các bạn thì chúng ta phải trở lại rất lâu rồi có thể như bạn mới tham gia đó thì không có rõ những nhân vật hiện bây giờ thật ra đã phần lớn đều quen biết nhau và đều bắt đầu từ BTC hết các bạn chúng ta hãy nói tới và Thalic đi thì và lịch đã cũng đã tham gia mới đầu là BTC các bạn và để thuận trở lại lịch sử đi các bạn có thể thấy là năm 2011 đó là bà Thalic Bojan bắt đầu là viết À, những cái bài viết cho cái tạp chí gọi là Bitcoin Weekly các bạn và sau đó đó thì bà à, Thaddeus năm 2012 à, cũng đã được mời tới làm việc cho có thể nhiều bạn bất ngờ đó chính là công ty Ripple các bạn lúc đó đó thì người đứng đầu Ripple là Jeff McCallop chứ không phải là Brad Gallenhouse và Chris Larson như là bây giờ. Nói chung thì cũng có khá nhiều drama, sau đó thì Jeff McCullough đã rời khỏi và Jeff McCullough là một trong những người mà bán rất nhiều XRP mãi cho tới năm ngoái luôn. Và Jeff McCullough sau đó đã rời khỏi và tạo ra một cái mạng lưới khác có tên là Stellar. Nhiều bạn cũng đã từng nghe nói tới Stellar rồi. Và các bạn thấy là sau đó đó thì uh, và lịch cuối cùng đã không làm việc cho Ripple. Lý do là tại vì uh, lúc đó đó công ty Ripple không thể tài trợ cho Visa Hoa Kỳ cho và Tha Tại TV và Tha không phải là người của Hoa Kỳ và sau đó các bạn thấy được là và Tha tiếp tục ở lại để mà phát triển mạng lưới BTC và năm 2013 đó thì bà Tha đã là một trong những người lớn tiếng muốn dẫn đầu cái phong trào là BTC cần phải phát triển cần phải có smart contract hợp đồng thông minh cần phải có những ứng dụng gây dựng trên mạng lưới của BTC nhưng mà lúc đó đó thì đã gặp rất là nhiều những cái sự phản đối đến từ công đồng của BTC mọi người lúc đó thì vẫn muốn chú tâm phát triển BTC theo cái xu hướng là một cái tiền tệ một loại tài sản mà thôi chứ không muốn có hợp đồng thông minh tại vì họ nghĩ là nếu như mà càng làm cho mạng lưới BTC càng rắc rối đó thì khả năng mạng lưới sẽ không có còn an toàn nữa thì chúng ta thấy được quan điểm khác nhau dẫn đến và à, tha lịch cuối cùng thì cũng đã rời khỏi và tha lịch cũng đã từng nghĩ đến có những cái giải pháp như là chúng ta nói tới kho khôi nhưng mà sau đó và tha lịch cũng đã rời khỏi và đã gây dựng Ethereum sau đó và Ethereum đó đã, đã bắt đầu từ năm 2014 các bạn và mạng lưới Ethereum đã được gây dựng cùng với lại bốn người khác thì có thể là các bạn sẽ cảm thấy bất ngờ đó chính là Gavin Wood Gavin Wood là một trong những người mà hiện bây giờ đang dẫn đầu của Polkadot các bạn à, chúng ta thấy là người kế tiếp cùng với bà Thalic gây dựng Ethereum đó chính là George Hutchinson của Cardano cái đó là Anthony DeLoreal và cuối cùng là Joseph Lubin. Joseph Lubin bây giờ là CEO của Consensus. À, thì các bạn thấy được là cái mối quan hệ những người này đã có từ rất rất lâu rồi các bạn. George Hutchinson đã làm việc với lại Buterin từ năm 2014 tới bây giờ và Gavin Wood cũng là một trong những người gây dựng Ethereum cùng với lại và Vitalik nhưng mà thì từ năm 2013 đến bây giờ đã là 10 năm thì 10 năm sau đó bắt đầu chúng ta mới thấy mạng lưới của BTC đã có những cái dấu hiệu ban đầu là muốn phát triển thêm một cái xu hướng nữa và xu hướng đó là có NFTs xu hướng đó là có nhưng token bsc 20 và thậm chí có những ứng dụng gây dựng trên BTC và có thể có smart contract thì đương nhiên và Vitalik cũng cảm thấy là sau bao nhiêu năm thì cuối cùng chúng ta cũng thấy BTC đã từ từ hướng về cái phía đó nhưng mà cũng không hẳn là 100% là các bạn các bạn đã thấy là Orno vẫn là một trong những đề tài mà gây nhiều sự tranh cãi nhưng mà đã lâu rồi chúng ta không có cái sự sôi động như vậy đến từ cộng đồng developers của BTC các bạn thấy được là cái sự sôi động trước đây đó là năm 2017 khi mà chúng ta à, đã có cái sự tách rời giữa Bitcoin và Bitcoin Cash rồi sau đó chúng ta có cái sự phát triển của SegWit dẫn đến chúng ta có mạng lưới Lightning Network bây giờ. Rồi năm 2021 cái đi 2 năm đó, đó là cái đợt kế tiếp chúng ta có một cập nhật lớn để chúng ta Taproot và sau đó chúng ta mới có Ordinals, rồi mới có những gì mà đang xảy ra hiện bây giờ. Chúng ta cũng có một cái update ngày hôm nay đến từ SEC và Coinbase các bạn cái mà có thể nhớ là SEC đã kiện sàn Coinbase à, là sàn này đã, cho giao dịch những chứng khoán chưa đăng ký Rồi sàn Coinbase để đơn với tòa án đó là tòa án nên bác bỏ cái đơn kiện đó đến từ SEC Tại vì SEC không có thẩm quyền từ quốc hội để mà quản lý thị trường này à, Thì SEC đã cũng đã chống trả trở lại các bạn và chi tiết hơn đó thì à, SEC đã nói hai điều Điều đầu tiên đó thì họ nói là Coinbase bao nhiêu năm qua đó thì cũng tuy là không nói ra miệng nhưng mà cũng đã áp dụng những cái khuôn khổ chứng khoán vào cách mà họ list những token này thì ít nhiều gì đó từ bao nhiêu lâu nay đối với lại con base thì họ cũng đã chấp nhận là khuôn khổ chứng khoán áp dụng với lại crypto nhất là những cái crypto mà họ list trên sàn đó là điều đầu tiên điều thứ nhì nữa là ngay cả ở bên trong tài liệu nạp để có thể lên sàn chứng khoán đó thì một trong những rủi ro mà Coinbase nêu ra tại vì lúc nào chúng ta cũng phải nêu những cái rủi ro để những nhà đầu tư có thể tự ra quyết định khi mà đầu tư vào chứng khoán thì một những rủi ro mà Coinbase đã nêu ra đó chính là khả năng pháp lý của những cái token này đó không có rõ ràng có thể dẫn đến là bị phạt sau này từ SEC thì hai điều này đã chứng minh được là Coinbase đã từ lâu nghĩ đến khuôn khổ pháp lý của SEC áp dụng với là những token này. Cái đó nữa đó thì họ nói là việc mà Coinbase nó họ không có thẩm quyền thì đối với SEC là họ có thẩm quyền. Năm 1934 đó thì quốc hội đã giao thẩm quyền cho SEC để có thể quản lý thị trường chứng khoán và họ nghĩ những cái token này là chứng khoán cho nên họ có quyền để quản lý nói chung đó, thì cũng hề vốn các bạn chúng ta sẽ thấy cái ngày mà ra tòa đó đầu tiên để chính là ngày 13 tháng 7 có nghĩa là một tuần nữa thì SEC và Coinbase sẽ ra tòa lần đầu tiên để xem có lúc đó ra sao thì hiểu đơn giản là như thế này hai bên không ai chịu nhường ai hết Coinbase nói SEC không có thẩm quyền SEC nói là SEC có thẩm quyền bây giờ ra tòa rồi tính tiếp và nói tới SEC đó, thì nếu như những bạn nào mà đang đầu tư hay sử dụng DeFi Bond Bridge thì cũng nên nắm bắt là SEC đã mở cuộc điều tra giao thức này và token bond đã giảm 8% sau khi mà có thông tin và Bond Bridge DAO đã được yêu cầu là nên ngừng tất cả hoạt động liên quan đến giao thức và ngừng trả tiền cho người đóng góp vào giao thức. Và chúng ta cũng có thêm một cái vụ kiện mới nữa các bạn và đây là vụ kiện à, của sàn Gemini đối với lại công ty DCG và đối với lại CEO Barry Silbert thì để trả lại dòng thời gian các bạn đã nhớ chuyện gì xảy ra cách đây khoảng chừng là nửa năm Thì lúc đó chúng ta đang thấy là cái sự sụp đổ của công ty Genesis Công ty Genesis là công ty mà cung cấp sản phẩm mà gửi để mà lấy lại cho sàn Gemini là sản phẩm ơn Thì các bạn đã thấy là sau khi mà công ty Genesis sụp đổ đó thì họ đã ra quyết định là khai bởi phá sản thì bây giờ sàn Gemini đang có rất nhiều những cái nhà đầu tư mà họ đang bị mất tiền và họ không hài lòng và cái số lượng là nhớ khoảng chừng 900 triệu không hề nhỏ đâu nhưng mà cái sự kiện này nó khác với những cái sự kiện như là sao sự vô vui trừ tôi thường chia sẻ để các bạn hiểu rõ hơn thì bây giờ sàn Gemini đó phải làm một gì đó để cho giống như uh, những cái người đầu tư đừng có quá phân nộ với họ và cuối cùng họ quyết định đã đệ đơn kiện công ty mẹ của công ty Genesis cũng là công ty mẹ của Rayscale là công ty DCG và CEO Bell Silver và họ nói là Bell Silver không những là chủ mưu lừa đảo mà còn chính trực tiếp bản thân của Bell Silver là người thực hiện cái vụ lừa đảo này. Wow các bạn, đây là những cái từ ngữ khá là cứng rắn. Thì bên phía của Gemini tại sao họ lại nói như vậy? thì um, trước hết á, họ nói là họ đã cho công ty DCG nhiều cơ hội rồi để có thể là trả tiền cho những nhà đầu tư nhưng mà công ty DCG đó, cuối cùng cũng đã không trả lời cho nên họ đã quyết định là đi kiện thì chúng ta nên hiểu đó là cái vụ kiện này nó khác với lại những cái sự kiện mà chúng ta đã chứng kiến năm ngoái những công ty như là sau xe voi trời thì họ thực sự đã mất một số tiền lớn cho nên không thể nào mà họ trả hết tiền cho nhà đầu tư được cái sự kiện liên quan tới Gemini và Genesis thì nó mang cái tính chất là đổ lỗi cho nhau và hầu như không ai muốn thật sự bồi thường ở các bạn tại vì con số 990 triệu tuy là lớn các bạn nhưng mà sàn Gemini nhất là hai người dẫn đầu của các bạn là Cameron Winklevoss và Tyler Winklevoss là hai người mà lưu trữ rất nhiều BTC và có rất là nhiều tiền thì nếu như mà họ muốn họ vẫn có thể bồi thường cái số lượng tiền này và ngược lại đó ở bên công ty Genesis thì tuy là công ty đó đã khai bảo vệ phá sản nhưng mà trên căn bản Công ty mẹ là công ty DCG các bạn biết là công ty này vẫn còn rất nhiều tiền và vẫn có những cái công ty con khác kiếm được tiền cho họ như là Rayscale, như là chúng ta nói tới công ty đào mà họ đang quản lý hiện bây giờ là Foundry USA và các bạn biết là họ cũng là chủ của cái trang web mà nhiều bạn sử dụng để mà đọc tin tức là CoinDesk thì họ chỉ không muốn bồi thường cái số này mà thôi cho nên các bạn thấy là đây là một cái sự kiện mà nếu như thuần là một trong những nạn nhân thì cũng khá là phẫn nộ các bạn bây giờ hai bên thì nó tóm lại là không ai muốn bồi thường hết bên đây đổ lỗi bên kia và bên kia đổ lỗi cho bên đây nhưng mà để thường đọc cái phần bên sàn Gemini rồi thường sẽ đọc cái phần phản hồi đến từ công ty DCG các bạn thấy được là Cameron Winklevoss thì nói là họ đã đệ đơn kiện thứ nhất là họ nói là công ty Gemini À, cái sàn này đó đã muốn ngưng hoạt động cái sản phẩm ơi này vào tháng 10 năm 2022 sau khi mà có những sự kiện đáng tiếc xảy ra trong thị trường này. Nhưng mà Bell Schubert là CEO của công ty mẹ DCG đó đã liên hệ trực tiếp và lúc đó đó thì uh, đã nói là công ty Genesis không vấn đề gì hết tên đừng có lo. Mặc dù lúc đó đó dựa theo Cameron Winklevoss thì Bell Schubert đã biết là cái công ty Genesis này đã có một lỗ hổng tài chính không hề nhỏ và kế đó nữa đó thì Bear Shubert nói là công ty Genesis không có gặp cái vấn đề là mất tiền hay gì hết không giống như là những cái sản phẩm như là sao Sister chỉ là họ cần thời gian để mà di chuyển tiền để có thể là lắp lại bất cứ lỗ hổng nào hiện bây giờ mà thôi đây là vấn đề thời gian chứ không phải là họ không có tiền để trả kế đó nữa thì Cambridge Voss nói là trên căn bản đó thì Bell Shubert đã biết là cái lỗ hổng không hề nhỏ là một 1.2 tỷ đô la lỗ hổng này là đến từ 3L Capital. Tại vì các bạn đã thấy là tất cả đều đi trở về cái sự khởi đầu là công ty Trio Capital là công ty mà đi vay mượn khắp nơi và cuối cùng là phá sản đấy các bạn. Thì công ty 3L này cũng vay mượn từ công ty Genesis và cuối cùng đó đã có một lỗ hổng là 1.2 tỷ đô la tại vì không đòi được cái số nợ này. Và Bezos thì nói là đừng lo, công ty mẹ là DCG sẽ lấp lại lỗ hổng này cho công ty Genesis là công ty con của công ty DCG và kế đó đó thì Cameron Vinkovos nói là trên căn bản đó công ty mẹ DCG không lắp lửa hỏng nào hết đó. họ chỉ gửi tới một cái giấy tờ nợ mà đây là giấy tờ mà thôi chứ không có bất cứ tiền nào thật sự gửi đến cho công ty Genesis hết và cái giấy tờ nợ này đó thì lại để vào cái bảng cân bằng kế toán của công ty Genesis để có cái hiệu ứng là tiền đã được vào rồi nhưng mà trên thực tế đó không có tiền nào vào hết và cái nợ mà công ty mẹ gửi cho công ty China thì chỉ tính phần trăm là một phần trăm mà thôi, nhưng nó chỉ tính tượng trưng thôi. Và vì lý do đó, đây là một sự lừa dối đến từ công ty DCG và đến trực tiếp từ CEO là Bell Silbert. Và không chỉ riêng là CEO Bell Silbert mà những cái nhân viên cấp cao của công ty DCG đều biết chuyện này à, tại vì họ đều nằm ở trên những cái email qua lại nhưng mà không ai lên tiếng để nói gì hết. Cho nên đây là một sự lừa đảo đã có chú ý chứ không phải là vô tình. Và bây giờ đó công ty Genesis này đã khai bảo về phá sản chapter 11 Có nghĩa là sau khi mà à, bán hết tài sản đó thì trả lại một phần cho những nhà đầu tư Thì cái đó không đủ đối với Cam Kovacs Đó là một sự trốn tránh trách nhiệm Cái mà Cam Kovacs muốn là Bell Silver và công ty mẹ DCG Bồi thường 100% cho những cái người mà sử dụng sản phẩm ơn Chứ không phải là trốn tránh trách nhiệm bằng cách là khai phá sản một công ty con Là coi như mọi chuyện đã xong Đó là bên phần của công ty là sự các bạn nhưng mà ở bên công ty DCG đó thì họ cũng đã đưa ra cái thông báo chính thức thì họ nói là những gì xảy ra ngày hôm nay đó cái đơn kiện đó chỉ là một cái chiêu trò PR từ Cambridge Compass mà thôi tại vì đây là một chiêu trò PR để đẩy lỗi cho công ty DCG và không chịu bất cứ trách nhiệm nào hết và tất cả những lời cáo buộc đó đến từ sàn Gemini cho công ty DCG đó đều không có bằng chứng và đây là một sự phỉ bán đối với công ty và từ ngày đầu tiên đó DCG đã muốn làm việc với lại những nạn nhân đã muốn làm việc với lại những cái chủ nợ để có thể hoàn lại cái số tiền nhiều nhất có thể và cho đến thời điểm gần đây đó thì cả hai người Cameron và Tyler Winklevoss đều không có muốn gặp mặt để bàn bạc chi tiết. Và bây giờ đó cái quyết định để trả bao nhiêu tiền đã gần tới đích rồi. Có nghĩa là khai bộ sản chấp 11 này đã gần kết thúc rồi, thì bây giờ ở bên sàn Gemini mới đi kiện công ty Genesis Nói chung là hai bên đổi đổ cho nhau các bạn, bây giờ thì chỉ có thể ra tò mà thôi Và nói tới sàn giao dịch thì chúng ta cũng có một cái cập nhật ngày hôm nay, các bạn đã biết là hôm qua đó thì chúng ta đã nói tới một số những cái nhân viên cấp cao của sàn Binance rời khỏi và đó cũng là một cái thông tin mà gây nhiều sự tranh cãi của người nói đây là dấu hiệu là có gì đó đang xảy ra với sàn đây là không vấn đề gì hết tại vì sàn binance có rất nhiều nhân viên nhưng mà các bạn thấy được là giám đốc quản lý quy định cấp cao là Stephen Christie ấy, thì ngày hôm nay cũng đã chia sẻ ở trên Twitter là xác nhận là sẽ rời khỏi sàn binance cũng như là tin đồn ngày hôm qua nhưng mà nói là vì lý do cá nhân không liên quan gì đến binance và muốn nghỉ ngơi sau 6 năm làm việc trong thị trường crypto này À, ít ra 203 nhân viên cấp cao đã lên tiếng nói là họ nghĩ không liên quan gì đến à, bất cứ sự điều tra nào hết, chỉ đơn giản là họ đã làm việc một thời gian và họ muốn nghỉ ngơi hay là họ muốn đi tìm kiếm một cái cơ hội mới và cuối cùng là một cái thông tin đáng tiếc các bạn đến từ Mothai Chain thì chúng ta đã biết là cái vụ lùm xùm của Mothai Chain đã có cả tháng này rồi sau khi mà CEO biến mất rồi không ai biết cái mật mã để đăng nhập vào những cái server và CEO bây giờ đó có nhiều tin đồn là bị bắt ở Trung Quốc và chúng ta cũng đã biết là gần đây thì sàn Binance cũng đã ngưng không hỗ trợ gửi rút một số token thông qua mạng lưới Mothai Chain này và chúng ta đã thấy được là hôm nay đó thì mạng lưới này đã ngưng hoạt động rồi các bạn thì cái dịch vụ mua thời trang này à, đã ngưng tất cả những cầu nối rồi và lý do là tại vì họ xác nhận đã có một vụ hack xảy ra khoảng chừng 130 triệu đô la tới bây giờ thì họ nói là họ không biết thêm thông tin họ không biết những chi tiết làm sao à, cái vụ hack này sẽ được nhưng mà họ đang điều tra khi nào mà có thêm thông tin thì sẽ chia sẻ hy vọng là sự kiện này không là ảnh hưởng tới nhiều bạn và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nhưng mà nào muốn tìm hiểu ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, coex, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn như thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn duyệt tên thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và Thuận hy vọng là các bạn có một cuối tuần vui vẻ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn và trong video ngày hôm nay đó chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital thì như bạn có nói biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung nhưng mà nào mà con thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi. Đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa. Nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.